Ở nhà thì có bao giờ các bạn kêu là trời ơi chán quá, chán lắm rồi, chán ơi là chán. Có bao giờ các bạn cảm thấy như vậy không? Mình thực sự là mình đôi khi mình cảm thấy rất rất là chán, mình không biết làm gì. Mình tin rằng nếu các bạn chỉ thực hiện ra 3 trong 7 cách sau đây ở trong video này mình chia sẻ thì đảm bảo rằng cái sự chán nó sẽ vơi đi rất 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 nhiều. Nào, let's go. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Bùi Phương. Và đây là kênh mình sẽ chia sẻ về các chủ đề học hỏi, tiết kiệm và đầu tư. Hy vọng rằng là những chủ đề này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn xem video của mình thì hãy subscribe kênh YouTube channel của mình để có thể nhận được thêm nhiều video hơn nữa. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chủ đề đó là làm gì để hết chán khi ở nhà. Vậy thì làm gì để hết chán? Bước đầu tiên đó là hát mà không hò. Let's go. Mình sẽ lấy điện thoại hay là laptop ra, sau đó mình mở ngay một cái bản nhạc mà mình yêu thích, rồi mình sẽ hát theo. Hoặc là bạn chọn một cái nhạc nền karaoke, thu âm rồi luyện giọng. Cách này thì có nhiều ưu điểm lắm nha. Luyện giọng nè, biết đâu là sau khi mà bạn luyện xong, bạn nghe lại cái bản nhạc của mình, bạn cảm thấy ôi trời ơi, một thiên tài về âm nhạc nào đó. Và cái lợi ích thứ hai đó là luyện tiếng Anh. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì có những cái bản nhạc tiếng Anh rất là hay, và khi các bạn mở video lên và các bạn hát theo, phải nói rằng là cái sự luyện vừa có thể giải trí mà vừa có thể luyện tiếng Anh, nó phải nói rằng là nó perfect. You make me wanna cry, and now I beg you just one. Mình hát không được hay lắm, nhưng mà ý của mình là như vậy, thì các bạn có thể là lên để các bạn hát theo. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý nhỏ này mà các bạn lưu ý giúp Phương, đó là khi mà chúng ta hát á, thì chúng ta sẽ vào phòng, có thể chúng ta sẽ đóng cửa lại, chúng ta mở vừa đủ, và chúng ta không nên mở loa quá to, không nên mở karaoke hết mức. Nguyên nhân cái giọng hát của mình á, đó là rất là đặc biệt, nó rất là unique, đúng không? Không phải ai cũng có thể được diễm phúc để nghe giọng của mình, cho nên mình mở nhỏ thôi. Ai muốn nghe mình hát trả tiền, rồi sau đó mình hát cho nghe, còn không thì thôi. Thứ hai đó là chúng ta có thể nhảy. Chỉ cần bạn lên Google và search hướng dẫn nhảy aerobic hoặc là hướng dẫn nhảy hiện đại, cái sự nhảy theo nhạc nó sẽ giúp cho mình tinh thần thoải mái hơn, vui tươi hơn, và cái sự nhàm chán của mình đảm bảo nó sẽ qua đi chỉ trong từ 5 cho tới 15 phút khi mà các bạn nhảy. Đồng thời có một cái này tuyệt chiêu rất là hay hiện tại, đó là các tiệm karaoke đều đóng hết, cho nên là các bạn sẽ không có cái cơ hội để mà chúng ta có thể vừa hát hò vừa nhảy với đám bạn ở karaoke. Tuy nhiên đây cũng là một cái thời điểm rất là tốt để cho các bạn có thể luyện tập được cái kỹ năng, cái level của mình. Bây giờ mình giả sử nha, một cái bài nhảy hiện đại với một cái điệu nào đó rất là cool ngầu kiểu. Ý của mình rằng là khi mà bạn tập thật là nhuần nhuyễn, thật là pro cái bài nhảy đó, bạn rất là mọi người sẽ rủ bạn hát đó. Lúc đấy bạn sẽ đứng lên nhẹ nhàng bấm một cái bài hát mà bạn đã chuẩn bị trước đó, nhưng mà bạn không hát, bạn sẽ nhảy. Lên giữa sân khấu nhảy thật là cool, thật là ngầu, thật là đặc biệt. Trời ơi, phải nói là lúc đấy mọi người đều há hốc miệng ra để mà xem bạn. Mình nghĩ nó sẽ rất là tuyệt đó các bạn. Thứ ba đó là chúng ta sẽ dọn dẹp. Bạn biết không, đôi khi cái sự chán của mình nó đến từ một cái căn phòng không có được dọn dẹp, nó lộn xộn, dẫn đến là nhiều khi mình cảm thấy rằng là nó cũng ảnh hưởng tới cái mood của mình. Do đó là nếu như mà trong trường hợp bạn cảm thấy là chán quá, không biết làm gì nữa, thì chúng ta có thể dọn dẹp lại xung quanh để chi? Để cái sự gọn gàng đó nó sẽ ảnh hưởng lên tinh thần của mình và mình cảm thấy thoải mái hơn, vui hơn. Sau khi dọn phòng xong thì các bạn có thể đốt một cái nến thơm lên để cho cái không khí được thư giãn, hoặc là nếu không có nến thơm thì các bạn có thể xịt một chút xíu nước bông lên phòng, vừa không gian gọn gàng sạch sẽ, vừa có một cái mùi thơm ở trong phòng để giúp chúng ta có thể enjoy và relax. Nói chung là rất là thích các bạn. Cách thứ tư đó là đọc sách. Nhưng mà
ở đây mình không phải đọc sách theo cách thông thường nữa các bạn. Tại vì các bạn biết sao không? Thường là mọi người sẽ nói rằng là ok, đọc sách đi, đọc sách rất là tốt, đọc sách rất là hay này kia kia nọ. Nhưng mà thực sự rằng là nếu như mà các bạn mang một cái quyển sách bình thường, các bạn ngồi các bạn đọc á, thì rất là dễ bị mất tập trung bởi những cái thứ khác. Giả sử như mình cầm điện thoại ra, xong cái hồi mình xem này mình xem kia, cái mình xem hoài luôn, coi như mất nguyên một ngày của mình. Vậy thì mình sẽ có một cái cách nó thú vị hơn và nó hay hơn. Lấy một cái quyển sách mà bạn thích, bạn muốn đọc trước đó nhưng mà mình chưa có thời gian và chưa có cơ hội để đọc. Sau đó mình sẽ chụp cái quyển sách đó đẹp, lung linh nha, post lên Facebook. Các bạn có thể để là một ngày thật đẹp, post lên. Mình đảm bảo với các bạn cái này like cũng sẽ rất là nhiều, và đồng thời bạn của bạn sẽ vô comment: ủa đóng này rồi hả, hay không sao, chia sẻ đi đó. Hỏi thử coi đó là nếu như mà trong trường hợp các bạn không đọc, các bạn không chia sẻ được, nếu như mà người ta gặp, người ta hỏi các bạn thì sao, thì chắc là dẫn đến lúc đấy mình sẽ có một cái động lực, đó là mình cần phải đọc, đúng không? Mình post lên rồi, mình nói mình đọc cái này mà bây giờ mình phải đọc thôi để mà mình chia sẻ, thì đó cũng là một trong những cái động lực rất là hay. Cái lúc mà mình đọc xong rồi, mình spend thời gian rồi, mình trả lời bạn của mình rồi, thì hỏi làm sao mình còn có thể chán được nữa. Không hề chán, đúng không các bạn? Cách thứ 5 đó là nấu ăn. Thực sự thì mình không có đam mê nấu ăn, nhưng và những cái lúc chán quá thì mình lên mạng mình search món ăn mà mình thích, cách nấu món ăn mà mình thích. Có những cái món mà mình chưa từng nấu và mình chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ nấu được, nhưng mà mình đã thành công. Ý là mình ăn mình thấy ngon á, còn người khác thì mọi người nói ngon nhưng mà mình không biết là người ta nói ngon cho mình vui hay là thực sự là ngon. Nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng là bởi vì nó ngon các bạn. Mình nấu bún riêu, miếng gà, cá nướng, sườn nướng, siêu ngon. Đấy, ví dụ như nếu mà mình chán quá thì các bạn có thể là bỏ tủ lạnh ra, xem tất cả những cái nguyên liệu mà còn ở trong tủ lạnh, mình có thể sáng tạo ra một món nào mà mình yêu thích. Hoặc nếu các bạn thích một món ăn nào đó, các bạn có thể lên Google hoặc là lên YouTube search cách nấu món, giả sử như bún riêu chẳng hạn, thì nó sẽ chỉ ra những cái nguyên liệu. Sau đó mình lên mạng mình order các cái nguyên liệu đó, giao về, mở lên công thức, nấu ăn theo công thức, làm theo mình đi. Mình nấu xong, mình dù cho nó như thế nào đi chăng nữa, mình ăn mình vẫn cảm thấy rất rất là ngon. Thứ 6 đó là thể dục thể thao. Thì mình sẽ không nói về ok thể dục thể thao tốt như thế nào, tại vì mình thấy cái đó nó rất là thừa. Tuy nhiên đó là những cái mà các bạn có thể áp dụng như sau. Ví dụ như các bạn đang ngồi làm việc và các bạn cảm thấy chán quá hoặc là nằm chán quá, mình đổi tư thế. Ví dụ mình nằm thì mình ngồi dậy một chút xíu, hoặc là mình đứng lên, sau đó mình nhảy jumping jump, hoặc là mình nâng cao đùi, gót chạm mông chạm sàn, kiểu như vậy. Rồi hoặc là squat, những cái động tác rất là đơn giản, mất khoảng tầm từ 3 cho tới 4 phút thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn thay đổi hoàn toàn. Hoặc đơn giản là các bạn đang ngồi như thế này nè, đó, kiểu như kiểu vậy. Thì các bạn chỉ cần thay đổi tư thế một chút xíu là thẳng lưng lên, rồi người thẳng người, đảm bảo với các bạn nó sẽ thay đổi cái tinh thần của mình và nó sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn và tràn đầy năng lượng hơn rất là nhiều. Một cái rất là hay cho các bạn nữ đó là yoga. Thì nếu như mà các bạn có khoảng tầm từ 15 cho tới 30 phút thì các bạn có thể lên mạng search bài, ví dụ như là chào mặt trời, hoặc là các cái bài tập yoga 15 phút, thì sẽ có giáo viên hướng dẫn cho các bạn tư thế đưa lên như thế nào, đưa xuống ra sao, những cái động tác cơ thể phối hợp với cái nhịp thở giúp cho các bạn thoải mái hơn. Nhưng mà nếu như mà các bạn chán quá không biết làm gì thì yoga là một cái rất là hay. Lúc đó khi mà các bạn tập yoga xong thì đảm bảo rằng các bạn sẽ thấy yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu rất là nhiều thứ, và đặc biệt là yêu cái nệm của các bạn, bởi vì mệt quá lúc đấy chúng ta sẽ muốn đi ngủ và mình cảm thấy yêu cái nệm, yêu cái giường của mình tha thiết và da diết. Và cuối cùng, cái cách này rất là vi diệu nha các bạn. Đó là chúng ta sẽ thay đồ đẹp và make up thật là lộng lẫy. Tại vì sao mình nói như vậy? Bởi vì như thế này nè, đó là đôi khi khi mà mình ở nhà nhiều quá thì thực sự là mình sẽ không có quan tâm tới bề ngoài của mình. Đôi khi mình sẽ không có bôi kem chống nắng, mình không có kẻ chân mày, mình không có đánh son, nên là mình rất là nhợt nhạt, và đặc biệt đó là cái bộ đồ ngủ hoặc là đồ ở nhà của mình làm cho cái mood của mình nó xuống nhiều hơn.
Nếu mà mình đi ra ngoài như hồi trước thì mình sẽ ăn diện, ví dụ như mình sẽ đánh chút son môi, rồi mặc một bộ đồ dễ thương. Nhưng mà ví dụ như ở nhà thì chỉ là đồ ngủ thôi, rồi quần đùi kiểu kiểu. Nó làm cho mình đôi khi mình cảm thấy chán, bởi vì mình nhìn trong gương mình còn thấy chán mình nữa, là do đó đôi khi nó ảnh hưởng cái tâm trạng của mình rất là nhiều. Không biết mọi người như thế nào, nhưng mà đối với mình đó là nếu như mà trong trường hợp mình thay đồ đẹp lên, mình đánh chút son môi thôi, hơi muộn thì mình cảm thấy ngày hôm đó rất là đẹp rồi. Vậy tại sao mình không có làm gì có ích thay vì việc chị ngồi chán? Oh no, không chán nữa. Kiểu lúc đó mình sẽ làm một cái gì đó rất là đặc biệt và rất là giá trị, kiểu năng suất tăng cao hơn. Kiểu ôi, cái sự đẹp nó vi diệu lắm các bạn, cái sự thay đổi một chút xíu thôi trong cái cơ thể của mình nó rất là vi diệu. Cho nên nếu các bạn đang chán thì thử một trong các 7 cách của mình sau đây. Và nếu như mà vẫn còn chán nữa thì hãy truy cập vào blog buiphuong.net để đọc thêm nhiều bài viết nữa, tại vì trong đó mình chia sẻ tới 14 cách lận. Đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để nhận thêm nhiều video hơn nữa nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn hãy comment giúp mình những chủ đề mà các bạn muốn lắng nghe, để hàng tuần mình sẽ ra video về chủ đề đấy trên kênh Bùi Phương. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.